Chú ơi, chú đợi cho con miếng dưa để chú bán cho con hộp cơm được không? À, được chứ. Chờ chú một chút nha. Dạ. Của con nè. Dạ không, con đợi có một hộp à. Trời ơi, miếng dưa bự như vậy phải đổi hai hộp mới đủ chứ. Dạ con cảm ơn chú. Ơi, Tú ơi là Tú, anh hay quá ha. Con ở nhà đó nheo đó nhóc anh không nuôi. Anh đi nuôi con thiên hạ là làm sao? Đi vô, bữa nay nhịn đói cho tôi nghe chưa? Dạ đau đau đau. Dưa rồi, sao đổi cơm đây?